thấy mọi người toàn là kêu giải cứu măng cụt không à, không có ai chịu giải cứu con gà hết trơn á. Ê, nội của Huyền là ở Quế Thiện mà, trái cây bao la, bữa nay kêu cha dẫn về đây vô cái vườn măng cụt hái đã quá trời đã luôn. Công nhận trái măng cụt sống này nó nặng ký ghê á, hai cha con của Huyền hái chưa có đã tay gì hết trơn á mà cân lên 15 kg đó. Trái măng cụt sống mũ thì thôi luôn á, mình mua tại vườn với lại chú cũng quen cha của mình nữa cho nên là lấy rẻ có 40.000 kg à. Mình hái tổng cộng là 15 kg măng cụt sống nhưng mà để qua một đêm nó chín hết mớ rồi còn được nhiều mọi người. Rồi cái bắp bò này mình rửa sạch rồi sau đó lấy cọng dây gân á mình cột lại để cho cái thịt của nó được chắc chẽ ngon nha mọi người. Quấn cái này thì không có theo công thức kỹ thuật gì hết trơn á, cứ cột đầu rồi mình quấn tới khi nào mà cảm thấy nó chặt hết thì thôi. Rồi luộc bắp bò thì mình cho xả với gừng vô, nêm xíu muối nữa rồi sau đó thả hai cái bắp bò vô rồi luộc. Nấu này cũng hơi bị lâu nha. Rồi bây giờ tới cái công đoạn khó nhất nè, gọt măng cụt nha. Huyền cho một miếng phèn với lại một xíu chanh vô. Nhà không có cái giò nước xả xả như mọi người cho nên nó là gọt tới đâu á mình hất nước mình rửa tới đó rồi cho nên trái măng cụt của Huyền gọt nó không có được trắng. Bữa nay vô đây Huyền chỉ cho cái cách mà gọt măng cụt nhanh nè mọi người. Thấy ở trên mạng cũng chỉ nhiều cách dữ lắm nhưng mà cái cách nhanh nhất á là mình kêu gọi đồng đội cứu trợ nha mọi người nha. Huyền gọt được đâu đó tầm 2 trái á thì bà ngoại của Huyền đi ngang với bà hai đi ngang. Ủa mày làm gì Huyền, gọt măng cụt hả? Tao nghe nói ở trên mạng người ta gọt sẵn làm gỏi bán được giá dữ lắm á. Bữa nay mày sưu tầm ở đâu được một thao vậy? Vừa gọt vừa ăn kiểu như mày rồi biết chừng nào xong. Dạ đúng rồi, con vừa gọt vừa ăn kiểu này không biết chừng nào hết cái thao măng cụt nữa. Không mấy bà ngoại với bà hai vô gọt phụ con đi. Rồi vậy là bà hai với bà ngoại xách cái ghế săn ống quần lên ngồi gọt phụ luôn. Gọt đâu á hồi lúc qua giữa trưa á mà tới chiều luôn mới xong. Thấy bà cháu vừa ngồi gọt vừa kể chuyện xưa, vậy á quên cái nó cũng xong à. Mới đầu gọt á thì không quen tay cảm thấy nó khó nhưng mà mình gọt vài ba trái á mình cảm thấy quen tay là thấy dễ rồi mọi người ơi. Rồi đây là thành quả mấy tiếng đồng hồ nè mọi người. Thấy trên mạng mấy chị gọt ra trắng tươi rồi mình gọt không được trắng lắm. Rồi hai cái bắp bò mình vớt ra để cho nó nguội, măng cụt á thì mình sắc lát như thế này nè, dày mỏng tùy thích nha. Trời đất ơi, bò ngon nhất là cái phần bắp này nè mọi người, vừa có gân mà vừa có thịt, ăn nó không bị ngán, giòn giòn sực sực nữa. Rồi bây giờ bắp bò cũng sắc xong, măng cụt cũng sắc xong, Huyền chuẩn bị thêm mớ cà rốt với lại bắp cải tím. Cái nước trộn gỏi là linh hồn của món ăn này đó nghe. Mọi người có thể tham khảo thử cái công thức này của Huyền. 5 trái tắc nè, 4 đến 5 muỗng nước mắm, tỏi với ớt đâm nhuyễn, cho tầm 2 muỗng tương ớt, tầm 4 đến 5 muỗng đường khuấy đều tùy theo khẩu vị của mọi người mà gia giảm tùy thích nha. Rồi bây giờ mình rưới cái nước sốt lên rồi sau đó trộn cho thiệt là đều. Nãy giờ Huyền ăn dụng trái măng cụt sống không mà muốn no luôn mọi người. Cái này á không trộn gỏi mình chấm muối ớt ăn cũng xuất sắc lắm á. Rồi để dĩa gỏi đó cho thấm đi, Huyền đi rửa mặt cho mát một cái ăn cho nó ngon. Bây giờ thì cái dĩa gỏi măng cụt bắp bò của Huyền cũng đã xong rồi nè, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nói chung á là cái trái măng cụt sống á mình tưởng đâu là cái hộp của nó ăn bị chát đúng không mọi người, nhưng mà không hề chát nha, nó giòn ngon lắm mà kiểu như ngọt thanh thanh á, không có giống như măng cụt chín. Măng cụt chín á thì nó thơm nè, ngọt ngọt chua chua với lại nó mềm. Còn cái trái sống này nó giòn ăn đã lắm mọi người, kẹp thêm miếng bắp bò nó dai dai sực sực nữa. Nói chung là ăn cũng cuốn dữ lắm luôn á. Cái này á ăn với gà cũng hợp, nhưng mà do hồi năm rồi Huyền làm với gà rồi, năm nay trộn với bắp bò ăn thử coi sao thì nói chung nó cũng ngon y chang vậy á. À bà ngoại với bà hai á là mình có chừa phần rồi nha, để không thôi mấy bà nói tôi bắt bà ngoại gọt rồi mà không cho ngoại ăn nữa. Ăn xong thì mình đá nhẹ thêm trái măng cụt chín tráng miệng nữa. Trời ơi ta nói nó phê.